Đặc điểm nhận nhạc là răng khến cười rất duyên. Răng khểnh cười rất duyên. Ra cái răng khểnh này của mình ấy. Đấy, đấy, các bạn hãy nhìn đi. Hãy bắt view vào cái nụ cười này đi. Tại sao tôi cười đẹp như thế này mà vẫn có người nói mình giống khỉ đầu chó? Khỉ đầu chó? What the khỉ đầu chó? Em thì... Đáng yêu và xinh như này, cười duyên như này. Em thì... Gucci cũng có răng khểnh đúng không? Không, đây không phải là khểnh rồi. À, mình là khỉ đầu chó, còn Gucci là răng của kiểu chuột hay là kangaroo gì đó thôi. Chị thì cũng có theo dõi ông Cung rồi, cho nên là có thấy một cái status rất là dài cách đây 3 năm trước. Bây giờ có thể đọc được hết cái status này, càng nhanh càng tốt. Ơi, các bạn hãy nhìn đi. Cái này có vẻ là một bài văn tế không? Đọc thế này đến bao giờ? Cái này hôm qua đọc hết mất 10 phút. Để mà nói với nó nhanh nhất thì mình cảm thấy Gucci nói nhanh hơn rất nhiều. Chẳng hạn như vừa nãy cái câu chào của Gucci, Gucci có thể đọc lại được không? Okay. Rất nhanh mà mình còn không nghe thấy là cái gì luôn. Ok, xin chào tất cả mọi người, mình là Xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn bấm chuông nhiều xin nha. Và bạn nào chưa có follow fanpage thì các bạn nhớ follow fanpage dùng xin nha, cảm ơn rất nhiều. Đó là có giấy ăn không, lau bớt nước. Bây giờ mình sẽ đi vào thử thách luôn, mà mình nhìn thấy là thử thách này đối với mình hơi khoai rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Cái gai sinh ở cung nước nguyên nhân thế. À anh ơi, anh hiệu chỉnh đúng không nhỉ? Anh có thể kéo speed cho em được không? Chúng ta có thể slow motion lại một tí, kéo speed nhá. Tên gai sinh cũng được quy nhân thế gọi là Huy Cung, thích màu hồng nên sống rất nội tâm, sinh tại một làng quê nghèo vốn thôn dã, lớn lên trong một gia đình bần nông giàu lòng yêu động vật, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, trâu đi trước cày đi theo thân phụ tôi kể lại. Ok, được. Anh nói rất nhanh, nói nhất thôi. Nói đi gắng cả người luôn. Tự nhiên hôm nay tại sao mình đến chơi mình như được ăn một cái gì mà tại sao cái màn khởi động này nó hơi quá sức đối với mình rồi đấy. Ok. Bắt đầu là hơi bị nhai lưỡi rồi đấy. Cảm ơn anh. Cái này sẽ tặng cho anh. Ôi. Như kiểu kỷ niệm trường chương trình nhỉ? Kỷ niệm trường kiểu như kiểu đà lên nhận 100 triệu. Hey. Đáng nữa đây là chắc là vô bắt đi mất. Loài người như cuốn hết trong mê giấc. Si đi cu đai, si đi cu đắn đà. Si đi cu đai, si đi cu đắn đà.